Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2024, lễ thánh Pio Pietrensina linh mục lễ nhớ. Thứ hai tuần thứ 25, thường niên, trích sách châm ngôn. Hỡi con, con chứ ngăn cấm người có thể làm việc lành. Nếu con làm được việc lành, thì chính con hãy làm. Con chớ nói với người bạn của con rằng, hãy đi rồi trở lại, mai ta sẽ cho ngươi, khi con có thể cho ngay. Con chớ mưu toàn gây ác cho bạn hữu của con, khi nó tin tưởng vào con, con chớ cạnh tranh với người ta cách vô cớ. Khi chính người đó không làm điều gì ác cho con, còn chế ghen tị với người bất chính và chết noi theo đường lối của nó vì chúa ghê tởm những kẻ lừa dối và chúa ở thân mật với những kẻ đơn sơ chúa gửi đến nhà kẻ gian ác sự khó nghèo còn nhà người công chính sẽ được chúc phúc chính chúa nhỏ bán những kẻ gian dối và ban ơn cho những kẻ hiền lành người không ngoan sẽ thừa hưởng vinh quang nhưng phường ngu xuẩn sẽ chuốc lấy ô nhục đó là lời chúa ta ơn chúa lấy chúa người công chinh sẽ cư ngụ trên núi thanh chúa người sông thanh liêm và thực thi công chinh, và trong lòng suy nghĩ điều ngay và lưỡi không bia lời vu không lạy chúa người công chính sẽ cư ngủ trên núi thanh chúa người không làm ác hại đồng liêu cũng không làm nhục cho ai lân cần người coi rè đưa bất nhân nhưng canh yêu những ai tôn sờ chúa Lầy chúa, người công chính sẽ cứ ngủ trên núi thanh chúa. Người không xúc tiền đặt nợ thu lời, Cũng không ăn hối lộ hai người hiền lương. Người thực thi những điều kê đó, Thì muốn đời chẳng có lung lay. Lầy chúa, người công chính sẽ cứ ngủ trên núi thanh chúa. Alleluia, Alleluia. Anh em hãy khiêm nhu, nhận lãnh lời giao ước trong lòng. Lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng, không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhị mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy tứ xem các ngươi nghe thế nào? Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi. Đó là lời, lời Chúa. Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Tỏa làng ánh sáng, chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào nhìn thấy ánh sáng. Luca chương 8 câu 16 Suy niệm, ngọn đèn được thắp sáng là để lan tỏa. Trong nghi tức thánh tẩy, người đã đầu nhận nến được thắp từ nến phục sinh, trao cho người lãnh nhận bí tích. Cử chỉ này nói lên ánh sáng đức tin, được chuyển trao từ người đã đầu cho con đã đầu của mình. Đây không chỉ là sứ mạng của riêng người đã đầu, nhưng là sứ mạng chung của mọi kỳ tô hữu, lan tỏa ánh sáng đức tin cho trần gian, để có thể tỏa lan ánh sáng, ngọn đèn đức tin của mỗi người phải được thắp lên và luôn cháy sáng trên hành trình dương thế. Nếu không, chính ánh sáng đó sẽ phải lụi tàn, vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Mời bạn, chúng ta đều biết mình phải tỏa lan ánh sáng. Nhưng tỏa lan thế nào? Có khi chúng ta không biết phải làm sao. Tin mừng hôm nay cảnh giác chúng ta. Vậy hãy để ý cách thức anh em nghe. Quả thật, lắm khi ngay sau một thánh lễ chúng ta không nhớ lời Chúa vừa nghe dạy chúng ta điều gì. Nếu không nhớ, làm sao bạn thực hành và lan tỏa lời Chúa đây mời bạn xem xét và điều chỉnh cách thức bạn nghe lời Chúa để lời ấy khỏi bị lụi tàn sống lời Chúa để khắc sâu lời Chúa được nghe trong thánh lễ từ tối hôm trước bạn đọc và suy niệm đoạn tin mừng của ngày lễ hôm sau và trong ngày bạn dành ít phút đọc lại và nghiền ngẫm cũng đoạn tin mừng ấy cầu nguyện lời Chúa Cám tại Chúa đã ban cho chúng con lời Chúa là ánh sáng chỉ đường chúng con đi. Xin cho chúng con luôn nhận thấy vẻ đẹp, sự ngọt ngào khi chúng con đọc, suy niệm và sống theo ánh sáng của lời Chúa. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Cậu bé đau liệt trong bức tranh Một trong những bức tranh bất khổ của danh họa. Raffaello, người Italia, hiện đang được cất giữ trong Bảo tàng viện Vatican. Đó là bức họa Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabore. Trong bức tranh, người ta thấy có ba tầng. Ở tầng cao nhất của bức tranh là khuôn mặt và toàn thân Chúa Giêsu trong cảnh chiếu sáng rực rỡ giữa các tầng mây ở tầng dưới của bức tranh và kề sát với Chúa Giêsu là ba vị tông đồ, Phêrô, Giacobê và Gioan, trong tình trạng ngây ngất trước sự biến dạng rực rỡ của Chúa Giêsu. Và ở tầng thấp nhất của bức tranh, người ta thấy một nhóm môn đệ và một gia đình đang quay quanh một em bé đang đau liệt. Tất cả đều chìm ngập trong một khung cảnh ám đạm mờ ảo. Có lẽ danh họa Raffaello đã cố gắng giải thích cho chúng ta về sứ điệp của bài tin mừng thường thuật cuộc biết hình của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng và là đấng cứu chữa con người. Đứa bé đau liệt trong bức tranh là chính mỗi người chúng ta, là toàn thể nhân loại đang chịu đựng. Vì không biết bao nhiêu bệnh tật trong thân xác, lẫm tâm hồn. Trong đám hôn đệ đang quay quanh cậu bé đau liệt, Raffaello đã làm nổ bật hai cử chỉ. Cử chỉ của một người môn đệ đang trỏ tay chỉ về cậu bé và cử chỉ của một người môn đệ khác đang chỉ tay về Chúa Giêsu. Phải chăng Raphaello đã không muốn đánh thức ba vị tông đồ Phêrô, Giacobê và Gioan đang say xưa chiêm ngưỡng thánh nhân rực rỡ của Chúa Giêsu mà quên đi cảnh nhân loại đang quằn quại trong đau thương khốn khổ. Trong đời sống đạo, chúng ta dễ rơi vào hai thế cực, hoặc chỉ chăm chút cầu nguyện mà không đếm xỉa gì đến lòng bất ái đối với tha nhân, hoặc ngược lại, xem hành động bác ái là một lời cầu nguyện mà không màng đến đời sống nội tâm. Nơi Chúa Giêsu Cầu nguyện đưa đến hoạt động và hoạt động dẫn đến cầu nguyện. Mỗi một gặp gỡ của Ngài với tha nhân cũng là một lời cầu nguyện và mỗi một lời cầu nguyện của Ngài cũng ôm trọn lấy tất cả những ai mà Ngài đã hoặc sẽ gặp gỡ. Chúng ta hãy chiêm ngắm mẫu gương của Chúa Giêsu. Cả cuộc đời của chúng ta phải là một lời nguyện dâng lên Thiên Chúa chứ không chỉ có những lời kinh mà chúng ta đọc ngoài môi mép người ta không lên xe để ở mãi trên đó một môn sinh không đến thụ giáo để ở mãi bên cạnh thầy mình cũng thế chúng ta không leo lên núi cao để ở lại mãi trên đó sau cơn ngây ngất của ba vị tông đồ pharaoh jacob và gioan trên núi tabore chúa giêsu đã kêu gọi các ngài hãy trở lại với thực tế đó là thực tế của những cuộc gặp gỡ, đương đầu và cuối cùng là cái chết. Từ đỉnh cao của sự cầu nguyện, từ bóng bức tường của nhà thờ, từ cung thánh của những giây phút ngây ngất trong sự kết hiệp, chúng ta hãy quay lại với cuộc sống nơi đó có những nghĩa vụ để thi hành, nơi đó có những con người để gặp gỡ và yêu thương, bài trích sách lẽ sống.